Cây nhãn này hôm nay là cũng nhờ nuôi mấy con vịt, ba con vịt của em, rồi nó nhờ ở dưới gốc cây nhãn. Quý vị thấy có một hồ nước cho ba con vịt, lúc nào em cũng đổ nước ngay đó, cho nên hôm nay cây nhãn chuẩn bị ra hoa, chuẩn bị trái mùa này, chắc nghĩ là trái dữ lắm luôn ha. Hả? Đó, hôm nay trời sáng giờ em đi em bận mấy bữa nay hả, bữa nay mới vả lớn nè đó, chú Nam cầm vậy nha, rồi cầm rồi quay rồi lại đây rồi ngồi rồi quay ngồi quay. Trời đất ơi, sáng em phải lu bu, ta nói đủ thứ, lúc nào á là chốt đơn gửi trà đi cho khách, rồi lúc nào hai con này bữa nay tôi ơi con nè không, hai ngày nay không có dọn chuồng á đó, để ta nói dịch đồ cũng tùm lum hết rồi đấy, đi ra chuẩn bị dọn chuồng dọn lồng hai hai con đi ra đây, ba bắt ra không dữ quá, ừ hổm ngày không bắt bữa nay dữ quá nha, để ngàn dịch mổ vậy để mổ chết á. À, cứ lên đây đứng chơi đi, lên đây đứng chơi đi con, lên đây đứng chơi nha, không có đi đâu nha, rớt xuống là hai con vịt nó mổ banh xác á, để cái lùa cái lồng để đây một lát nó ba dọn xong rồi ba làm đi nhà, cuộc sống đang ấy tự nhiên giờ cực khổ. Lấy cái ghế này ngồi đây là cho nó mát nè. Tự nhiên cái giờ phải tắm rửa rồi vừa con rồi vừa dịch vừa chim nữa. Quý vị coi đó, cuộc sống em đang yên ổn, tự nhiên em đi mắc nợ ba con vịt. Em qua tới đất Mỹ này rồi em tự nhiên em phải mắc nợ cái kiếp trước. Em cũng còn nợ thấy hắn á gần tận thế rồi. Cho nên nó là kệ trả nợ cho nó đằng hết đằng về. Không biết về được hay không thôi kệ đi. Giờ phải múc nước. Hai anh. Con lại đây. Lát nữa mới cho ăn. Còn hai con leo lên tới đó rồi. Tí nữa nhìn qua nhìn lại mất tiêu vậy. Mất khóc á. Thằng Kim Đại Phước không cho. Là hôm qua nói là anh tức quá, anh nói là anh cho người ta nhích khóc quá trời khóc luôn đó chứ bộ. Không chịu đó. Ba chú vịt ra đây. Em phải thay nước. Một ngày là phải hai lần nước như thế này nè quý vị ha. Các bạn, các cô, chú, các anh chị ở trên YouTube á nói là muốn coi. Ê, chết dạ. Chết. Tẻ. Muốn coi ba con vịt. Tẻ từ trên té xuống một cái bịch. Con ngu quá. Con ngu quá. Con ở đây đi, ba con vịt nó bụp con đó. Bữa hôm nó quịch văng hết chùm lông rồi đó. Qua anh Mỹ tưởng đâu rảnh rang lắm, tát nước thay nước cho vịt rồi cho nó ăn, đi đâu đi lẹ lẹ về phải cho ăn rồi rửa rồi tắm rồi đi mua gạo, ta nói ôi chú cha trời ơi sung sướng không chịu, thấy chưa đó, cũng mắc nghiệp mắc nợ gì với nhau đó, từ nhiều đời nhiều kiếp đó. Ngày nào thì cũng rinh mấy cục gạch này lên rồi rinh xuống, giống như y như tập tạ ai cũng bằng đúng không. Ôi trời ơi, mở nước em xịt cho nó sạch. Đó, cái không gian nhà này ở phía sau này mình nuôi được rất là nhiều thứ nha quý vị nha. Ở bên đây mai mốt em nuôi vài chục con gà để cho nó đẻ. Hướng bên đó là nuôi gà đẻ là ngon hơn ha. Có trồng thanh long nữa nè. Rồi một buổi chiều em đi ra đây em tập tạ, em đánh giỏ với cái này nữa. Sao ngã vậy? Cái táo bắt đầu nó ra lá lợi rồi thì cái mùa táo ăn không hết đâu quý vị, kinh khủng luôn, trái mà trái kinh khủng. Đang sung sướng không chịu thôi vậy,
lại nó đi cưng ơi. Cuộc đời mà nở qua nở lại, biết đâu họ là những người thân của mình, nhiều đời nhiều kiếp họ bị đọ mà họ có phước. Nhiều khi mà phước của họ lớn họ bị đọ mà họ đọ bên Mỹ, còn ở phước nhỏ thì có những người đọ ở Việt Nam hoặc là ở Campuchia hay là ở Lào. Ở Lào với Campuchia làm sao tôi gặp được, đúng không? Hai con hung nhau kìa. Ừ, vậy đó. Đó, hung nữa. Hung biết vậy đó. Làm như hai con chim két thì nó cũng nhiều hung lắm. Em phải chụp nước cho nó sạch. Để gần hang két cho người ta coi như thế này. Ước em. Đến giờ anh tịch giờ làm sao giờ? Thì cũng có việc làm cũng vui chứ, nhiều khi ở bên đây rồi cứ đi ăn rồi chỉ có chốt đơn cho khách gửi trà 50 tiểu bang. Quên nữa nha, trà của mình á lúc này ở trên YouTube á, bà con coi biết Kim Tiểu Long bán trà, bà con ở trên YouTube cũng đặt trà cũng bộn rồi nghe. Cho nên là ai mà mất ngủ nặng á, ai mới mất ngủ 10 năm, 20 năm hay gì á, là 5, 7 năm gì á mà không có ngủ được á, nhất là khách của em là 8, 90 tuổi không à, mà cái trà này già trẻ bé lớn gì quý vị uống cũng được nha. Ngủ giấc ngủ rất là ngon nha quý vị nha. Nó bằng thảo dược, bằng cây tự nhiên, thiên nhiên. Cho nên là quý vị cứ mạnh dạn tự tin mà uống nha. Cho nên là bởi vì Kim Tiểu Long phục vụ cho bà con cô bác là 50 tiểu bang này là uống nhiều lắm rồi, họ khen dữ lắm nha. Ở đây ăn nè ba chú vịt. Rồi ba chú vịt kìa. Anh vậy mà cũng vui có việc làm. Giờ sửa dọn chuồng vịt xong rồi, giờ tới lát nữa thì phải dọn chuồng chim. Nhiều khi mình sống với thiên nhiên á, gà hay là vịt hay là chó với mèo mình cũng thấy vui nữa ha. Nó ăn cát đó là nó đu trên cây nó đem ra ngoài đây nó mừng lắm. Ở đây con ba nước rồi, đây nước rồi nè, lại đây tắm nè. Bữa nay ba con vịt là lớn thấy rõ, quý vị thấy không, ba con vịt này lớn thấy rõ nè. Gọi rồi mang vịt nè, với lại gọi là mang vịt. Mang vịt nay lớn thấy rõ đó, nay thành đây nè, con chính giữa là đàn ông đó, hai con đi làm sao là hai con đàn bà, một chồng bằng hai vợ đó. Ủa mà nó nở chung một bầy là nó là anh em mà. Ba làm nước cho tụi con tắm sạch đây nè. Ok, để tắm đi. Xịt vô cho nó mát đi. Anh xịt nước nó tắm nó thích lắm nè. Lạnh thấy rồi. Tắm đi, lại đây. Lại tắm nha. Con kia nước cái ghế rồi con. Nó biết tắm mưa à. Lạnh bỏ chạy kìa. Lại đây. Xin lại đây ba lấy gạo cho ăn nè. Đó, bên đây lớn rồi quý vị thấy không? Lớn thấy rõ luôn á. Theo yêu cầu của tất cả mọi người nói là nhắn tin là nói là cho xem ba con vịt coi, thấy là Kim Tiểu Long ở bên Mỹ mà có nuôi ba con vịt thấy dễ thương quá. Xuống tắm đi con, nước nè, xuống đây nè, nước nè, nước sạch nè, tắm đi. Lớn lẹ thiệt luôn, lớn ha. Nay đàn ông hết rồi, thiếu nữ đàn ông. Long nghĩ là ba con này chắc khoảng chừng một tháng nữa là nó đẻ rồi, tháng nữa đẻ quý vị ơi. Tha hồ mà lụm trứng nha. Xuống coi đi con,
Nè, xuống bơi, để lên. Xuống bơi, để lên. Xuống đây. Nè, ta cho ăn nè. Này làm thật được. Ở đây. Ở đây. Ở đây. Nó ăn no, anh để gạo. Không được nè. Bù lù nè, có không có nè. Chắc cũng khoảng chừng 1 ký mấy á. Tính từ Việt Nam khoảng 1 ký mấy á. Đây nó lớn nè. Kêu hả? Mày kêu không? Nói cho ba nghe coi. Tối nay tao đưa mày vô chảo nước sôi, bây giờ kêu không? Bắt bắt vịt hay quá ta. Chụp cái bọt dính đó. Bữa nào chú Nam chụp thử coi. Thôi. Ok. Ok, đi chơi đi. Ba đựng giúp làm gì kêu dữ vậy. Chậm chó. Chậm với tao không nuôi ra nha. Rồi bây giờ thì em phải vệ sinh cho cái lồng của mấy con chim. Cho nên là cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em ủng hộ kênh YouTube của nghệ sĩ Kim Tiểu Long nha. Kim Tiểu Long là cái nickname của em hồi xưa tới giờ hát cải lương, quý vị biết rồi, đồng nhỏ đó. Nhưng mà thời gian sau này là cô Kim Ngân đặt đó là Đại Tiểu Long. Mơ hồ lắm, ba hồi Đại Tiểu Long, ba hồi là Kim Đại Long. Rồi bây giờ em nhiều tên lắm, ok. Tên nào cũng được, không có Long là được rồi, hát quý vị ha. Tên nào cũng được, có Long là rộng ha. Rồi thì bây giờ thôi thì cho coi chuồng vịt với coi phía sau của em như thế nào, sân vườn của em như thế nào, cho quý vị coi một chút xíu như vậy để theo dõi cái cuộc sống hàng ngày của Kim Tiểu Long nha, ở Mỹ như thế nào ha. Wow, có mấy con chim kia bay về nữa, nó kêu á. Rồi thôi em xin tạm biệt tất cả mọi người, em yêu tất cả mọi người, I love you tất cả mọi người nha. I love you bạc bạc nào. Bye bye. Bye bye.